À, vâng, và xin chào toàn thể bác quay trở lại với Âm Thanh Tân Tiến nhá. Ngày hôm nay thì bên Âm Thanh Tân Tiến chúng em thì đây, các bác nhìn này, vỏ hộp các thứ đang tháo ra rất là lộn xộn đúng không ạ? À, bên chúng em vừa về một lô hàng của cả mic Việt KTV và cũng như là của một vài các dòng vang hàng hãng để em giới thiệu đến từ các bác. Và hiện tại với các bác nào đã theo dõi bên Âm Thanh Tân Tiến chúng em thì trong cái đợt Tết ý, trước khi gần cái đợt nghỉ Tết thì bên chúng em có về khoảng tầm 60 con đến khoảng tầm gần 100 con đúng không ạ? Về còn xong trong đợt Tết đấy đã tiêu thụ hết sạch rồi các bác nhá. Và hiện tại đây hiện tại là em đang về một lô tiếp theo. À, vừa với mấy ngày mùng thôi đúng không ạ? Thì bên chúng em đã bán hết sạch rồi và về ngay cái lô đầu năm mới luôn. Và hiện tại ở đây thì em đang về ở đây cũng khoảng giống như đợt trước, nhưng đợt này về thì có khả năng là ít hơn. Thì những bác nào mà đặt sớm thì bên chúng em sẽ có đơn gửi đi cho từng bác nhá, bởi vì ở đây thì nó cũng chỉ rơi vào tầm đâu đấy có 40 con thôi. Nó không được nhiều giống như cái đợt trước Tết. Đợt trước Tết là bên chúng em còn về mấy lô cơ, mấy lô 60 con đấy đúng không ạ? Về mấy lô nó rơi tầm hơn 100 con thì bán trong tháng Tết là đã đi hết rồi. Hiện tại đây là em đang về đây là khoảng tầm có 40 con, dành được cho có 40 bác thôi. Đấy, giá cả thì vẫn rất tốt các bác nhá, giá cả vẫn rất tốt thôi. Cho nên tất cả bác nào mà đã theo dõi Tân Tiến thì chắc chắn các bác sẽ biết được cái vấn đề như thế. Hiện tại ở đây có 40 con sẽ dành được cho 40 bác. Đấy, thùng hộp các thứ vẫn vứt năn nắp kia đúng không ạ? Rất nhiều thùng hộp thì ngày hôm nay là bên chúng em đang tháo hàng ra đây rồi, thì tiện ở đây là quay clip cho các bác luôn, giới thiệu đến các bác để gửi cho các bác xem qua các dòng mic hàng hãng của Việt KTV, các cái dòng mic mà nhập khẩu chính hãng nó sẽ như thế nào. Thật ra cái dòng mic này thì trên thị trường thì anh em review rất nhiều rồi đúng không ạ? Các dòng mic của Việt KTV như là con C200 Pro này review rất nhiều rồi. Bên chúng em bán hàng như thế này thì gần như các bác đã chơi dòng này, mic này thì gần như khá là ít. Nhưng mà khi các bác chơi combo thì đa số các bác sẽ mua tại Tân Tiến thì các bác sẽ kèm thêm đấy cho mình là con mic Việt KTV này. Bởi dòng này hát rất nhẹ, tiếng rất bay các bạn. Ok, thì tiện đây hàng về luôn thì em cũng giới thiệu luôn với các bác, cũng như là đập hộp ruột gan ra lại một lần nữa, giới thiệu đến các bác cho nó kỹ hơn các bác nhá. Đối với bác nào theo dõi clip cũ thì đối với clip này thì nó vẫn gần tựa như thế thôi. Hàng thì vẫn vậy đúng không ạ? Hàng hãng rất đẹp như này. Rất ok, cực kỳ đẹp, nhìn rất sang các bác nhá. Đấy, cho nên là trong cái đợt này lô này về thì nó chỉ em chỉ thông báo đến tất cả bác là cái số lượng của nó không được nhiều thôi. Cho nên những bác nào mà đang theo dõi cũng như là ưng cho mình con mic này thì có thể đặt hàng được rồi. Ok. Em sẽ đập hộp ruột gan ra một chút, đập con thùng hộp ra nó một chút để cho các bác nhìn qua nhá. Bên ngoài của nó thì cái lô này nó cũng chả khác gì cái lô cũ cả, nó vẫn như thế thôi. Đấy, được cái là cái lô này về thì số lượng nó không nhiều, thành ra là em cũng sắp tới thì em sẽ cố gắng về nó nhiều hơn nữa để phục vụ tất cả bác và nhá. Từ bên ngoài đến bên trong thì hàng hãng thì nó làm rất mượt rồi, em sẽ bỏ qua phần bên ngoài một chút, rồi bên ngoài của nó cũng không có gì nhiều cả. Em sẽ đi vào phần linh kiện của nó trước các bác nhá. Ok, đập ruột gan con này ra thì đây, các bác nhìn này. Đấy, hàng hãng bao giờ nó cũng có một cái xốp rất là dày các bác nhá. Hàng hãng thì các bác có thể phân biệt từ vỏ ngoài và trong cơ. Đối với những bác nào mà đã theo dõi Tân Tiến ý, thì từ trước giờ em mà làm các hàng hãng như này này thì có các cái mẹo gì để phân biệt các hàng hãng như này thì em cũng đã giới thiệu đến tất cả các bác rồi. Nhưng đặc biệt đối với con C200 này thì gần như là hàng nhái con này nó cũng không có, cho nên các bác nào mua hàng thì yên tâm đúng không ạ? Các cái dòng này thì nó không có hàng dạng nhái cho nên các bác cứ yên tâm thôi. Ok, đối với bác nào theo dõi clip cũ ấy, thì em cũng không có nhắc đến cái bảo hành này, cái phiếu bảo hành này là cái phiếu bảo hành của hãng. Đối với bác nào xem cũ thì thường em bỏ qua cái này, nhưng mà khá là nhiều bác cũng có bảo bên em là cái giấy xanh xanh này là cái gì đúng không ạ? Cái giấy xanh này nó là cái giấy bảo hành của hãng các bác nhá, không phải là tại bên Tân Tiến chúng em, nó là giấy bảo hành của hãng. Cho nên tất cả các bác về thì các bác có thể sử dụng từ cái mã vạch đấy, series bảo hành đúng không ạ? Để các bác kích hoạt bảo hành thôi, nhưng mà thường là cái này thì có gì vấn đề gì thì các bác alo em là được, nhưng mà đa số hàng hãng như này thì mình không phải nhắc nhiều đến vấn đề bảo hành. Nhưng thường em đều bỏ qua cái này thôi. Bởi vì nó là hàng hãng rồi các bác nhá. Ok, con ruột gan của nó đây. Đây là sản phẩm chính của chúng ta đúng không ạ? Bên dưới này sẽ có thêm một quyển hướng dẫn bảo hành. Riêng hàng hãng này thì hướng dẫn bảo hành dày lắm nha các bác nhá. Đấy, rất nhiều luôn. Đấy, có mấy chục trang đấy thì bác đọc qua là được. Nhưng mà thường là con mic này thì em có làm cả cái clip hướng dẫn chỉ các bác từ bắt tần số sóng đến hướng dẫn các bác chỉnh rồi đúng không ạ? Con mic thì nó hàng hãng nên mình cũng không phải nghĩ nhiều với các vấn đề này, nó cũng chỉ có một vài các cái hướng dẫn sử dụng thôi. Thì đối với bác nào mà theo dõi cái này hoặc là các bác chưa biết thì còn đào trong kênh của em ra là sẽ có ngay đúng không ạ? Ok, đây là tay mic này, tay mic các bác nhá, tay mic. Và con này bên này nó của nó thì sẽ có hai cái dâu này, ok chưa, hai cái dâu mic không dây, hai dâu này. Con này sẽ bắt tốt nhất trong tần số trong khoảng từ 40 đến 60 mét vuông, thậm chí 70 mét vuông thì nói vẫn được các bác nhá.
Đây là cục nguồn này. Và bên cạnh này của nó là cái con rắc 6 ly. Rắc 6 ly. Mấy cái chống năn thôi, nó không có gì cả. Kèm vào đấy là hai cái tai. Hai cái tai này để đối với bác nào để trong kệ đấy. Đấy, trong hộp kệ thì các bác có thể lắp cái tai này vào. Ok. Ok, đấy là phần linh kiện các bác nhá. Tất cả các cái sản phẩm đi kèm cũng như là được tặng kèm trong một hộp mic hãng thì nó sẽ bao gồm rất nhiều thứ đúng không ạ? Rất nhiều luôn. Còn đây là sản phẩm chính của chúng ta này. Ok, trong cái sản phẩm như thế này thì thật sự là em cũng nói bao lần rồi đúng không ạ? Các cái dòng sản phẩm như thế này ấy, nó thường là các cái thiết kế bên ngoài của nó đạt điểm gần như là tối đa. Đối với em ấy, các cái dòng sản phẩm như kiểu của Việt KTV, các cái dòng mic của nó gần như là các cái dòng mic cao và đẹp mắt nhất rồi các bác nhá. Cho nên khi các bác sử dụng một con này này thì gần như là các bác có cho mình một cái công nghệ tốt nhất rồi. Và cũng như là một cái vẻ ngoài của nó gần như là chuyên nghiệp nhất rồi các bác. Cho nên khi bác chơi các dòng mà nó được setup cho cả phòng hát như này thì gần như là các bác hát hò nó rất là sướng. Cái cảm giác tay cầm nó rất là khác các bác nhá. Cảm giác tay cầm của các dòng hãng như này thì thứ nhất là bên ngoài của nó đều là hợp kim các thứ, cầm nó rất là đã tay rồi, cầm nó rất vừa tay mà cảm giác nó không cấn đâu các bác. Cho nên khi bác hát hò nó rất nhẹ tiếng, cảm giác rất bay luôn. Và khi bác sử dụng các dòng mic hàng hãng như này thì gần như các bác không phải suy nghĩ gì cả. Đối với cái dòng này thì em cũng đã làm một cái clip hướng dẫn rồi, cho nên là em cũng không nói nhiều mà em chỉ đánh giá qua về vẻ bên ngoài thôi. Và các hàng hãng như này thì em cố gắng đợt sắp tới em sẽ về với cái số lượng nhiều hơn để phục vụ tất cả bác nó được nhiều tất cả bác nhất có thể đúng không ạ? Bởi vì có một số bác điện đến bên em trong thời gian mà em hết hàng ấy, nhất là đợt Tết ấy, cháy hàng thì gần như là em không có để mà gửi cho tất cả bác được. Còn bên cạnh này các bác nhìn thấy không? Nó đều có Việt KTV các bác nhá. Nói chung các hàng hãng như này mà mấy cả con C200 này nó không có hàng nhái. Thì hiện tại các bác sử dụng con này thì nó rất là thoải mái luôn các bác nhá. Ok, còn phần đằng sau của nó thì em cũng sẽ quay qua một chút thôi, quay qua một chút cái phần đằng sau thôi. Đấy, cũng chỉ sơ qua cho tất cả bác. Đấy. Cái đây là cái cắm dây nguồn này, tức là từ nguồn các bác cắm ở đây, còn hai đây là hai cái đầu ca lông. Nếu như các bác nào mà sử dụng đầu ca lông để các bác đầu lối ấy, thì các bác cắm qua hai cổng này. Còn bác nào thường là bộ sản phẩm này nó sẽ đi kèm theo cái dây 6 ly. Vừa lấy em có quay cho các bác đấy, thì cái dây 6 ly thì các bác cắm ở đây rồi chuyển xuống vang, được chưa ạ? Sẽ ok thôi. Còn đây là hai cái dâu thôi. Nó không có gì cả, bởi vì một cái con mic hàng hãng như này thì nó cũng chỉ có bằng đấy chức năng đúng không ạ? Nhưng mà dùng nó sướng. Là các bác khi các bác hát hò nó thoải mái thôi, được chưa ạ? Ok, thì em làm qua một clip ngắn gọn một chút về cái con mic này và thông báo với các bác hiện tại em đang về khoảng tầm 40 con các bác nhá, 40 con thôi. Sắp tới thì em sẽ về số lượng nhiều hơn. Còn hiện tại bên cạnh này thì em sẽ dành ra một clip sau để em giới thiệu đến tất cả bác. Đấy thì là các cái dòng vang hàng hãng mà tầm giá nó rất tốt các bác nhá. Vang hàng hãng tầm giá cực kỳ tốt luôn. Cho nên là em sẽ dành ra ở cái clip sau. Ok, nhưng bác nào mà quan tâm các dòng sản phẩm của Việt KTV thì các bác có thể liên hệ ngay đến số điện thoại của Âm Thanh Tân Tiến các bác nhá. Bên dưới, em có để bên dưới phần tiêu đề như này. Và cũng như là các bác có thể tham khảo hết tất cả các dòng sản phẩm ở tại Âm Thanh Tân Tiến sẵn có nhá các bác nhá. Ok, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video sau. Nhưng bác nào chưa ấn đăng ký kênh thì cho em xin một lượt đăng ký kênh ngay bây giờ các bác nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video sau. Xin chào.